xoay khắp mười phương. Nay ngài đã thành Phật thì ngài được như nguyện của ngài. Quang minh của pháp thân rộng lớn, không có bến bờ giới hạn nào cả. Quang minh của báo thân cũng cân xứng với tâm tính chân thực. Hai quang minh ấy thì vị Phật nào cũng ngang nhau, nhưng quang minh của ứng thân thì có vị soi được một do tuần, một dặm khối, có vị soi được 10 dặm, 100 dặm, 1.000 dặm, có vị soi khắp một thế giới, có vị soi được 10 thế giới, 100 thế giới, 1.000 thế giới. Chỉ có Phật A-di-đà là soi được khắp vô lượng thế giới, cho nên đặc biệt có danh hiệu là vô lượng quang, có thế mới là tông tịnh độ cực lạc. Nhưng ba thân của Phật chẳng phải một, chẳng phải là khác, bất nhất bất dị, chỉ vì muốn cho chúng sinh được đủ bốn lợi ích mà phân biệt tạo tác ra làm ba. Lại nên hiểu câu vô sở chướng ngại, không đầu chướng ngại là nói về nhân dân có chướng ngại hay không. Bởi vì những chúng sinh nào cùng với Phật kết duyên thì hết thảy thế gian ở đấy đều được thấy rõ ràng không hề chướng ngại. Đừng hiểu lầm rằng Phật quang đã soi khắp cả mười phương thì chẳng cần tụng niệm ai cũng thấy được. Ý nói kẻ nào có duyên với Phật thì Phật quang soi đến mới thấy rõ mà không chướng ngại, còn kẻ vô duyên thì vẫn chướng ngại, chẳng thấy gì. Cũng như bài dưới nói về nhân duyên, về nhân dân có duyên với Phật thì sống lâu vô lượng như Phật, còn kẻ vô duyên vẫn già ốm chết như thường. Thích nghĩa thọ mệnh của Phật. Kinh văn Hán: Hiệu xá lợi Phất, bỉ Phật thọ mệnh, cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp cố danh a di đà. Diệt: Lại còn đây nữa, xá lợi Phất ơi, Phật kia cùng với nhân dân của ngài sống lâu vô cùng, đến bao nhiêu kiếp không thể kể xiết, vì thế nên gọi là a di đà. Tâm tình của con người nó soi sáng là chiếu, mà nó thường yên lặng là tịch, cho nên nó tạo thọ mệnh sống lâu. Này Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên thọ mệnh của Phật cũng vô lượng, sống lâu mãi suốt cả ba thời gian, không biết đến ngày nào là hết. Thọ mệnh của pháp thân không có lúc bắt đầu là vô thủy, không có lúc cực tận là vô chung. Thọ mệnh của báo thân thì có khởi thủy mà không có chung cùng. Hai thọ mệnh ấy thầy vị Phật nào cũng giống nhau, nhưng thọ mệnh của ứng thân thì phải tùy nguyện tùy cơ của mỗi vị mà có dài ngắn chẳng giống nhau. Trong 48 nguyện lớn của ngài Phát Tạng có một nguyện rằng thọ mệnh của Phật và của dân Phật đều phải vô lượng. Nay ngài đã thành Phật thì ngài được như nguyện của ngài, cho nên danh hiệu riêng biệt của ngài là vô lượng thọ. Chữ A Tăng Kỳ là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là vô lượng vô biên, đều là những danh từ số đếm. Ứng thân đây tuy nói là vô lượng, không có hạn lượng, nhưng thật ra vẫn có một hạn lượng. Nhưng đã biết ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau, bất nhất bất dị, thì ứng thân của Phật A-di-đà đây cũng có thể là cái thân sống lâu vô lượng thực. Một chữ cập là một danh từ có nghĩa được quá không nói đến, nghĩa là ở dưới Phật còn có nhiều vị Bồ Tát từ ngôi đẳng giác trở xuống rồi mới đến nhân dân. Một chữ kỳ là một danh từ nghĩa là đồng thể, nghĩa là thể chất. Thọ mệnh của người dân Phật cũng giống như thể chất thọ mệnh của Phật. Vậy ta nên hiểu rằng cái danh hiệu A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ đều do căn bản của chúng sinh mà lập ra. Vì rằng chúng sinh với Phật là bình đẳng ngang nhau thì mới khiến cho người trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà được cái phần chiếu của tâm tính mình cùng với quang minh của Phật dung hòa là một, và được thọ mệnh của mình cùng một thể chất với phần tịch của Phật. Lại còn nữa, vì có cái nghĩa vô lượng quang như thế, cho nên những chúng sinh nào một khi mình đã được sinh sang thế giới cực lạc rồi, tức là mình được sinh vào tất cả các thế giới khác, khắp mười phương trong không gian, mình đã thấy được Phật A-di-đà rồi, tức là mình đã được thấy hết thảy chư Phật. Mình đã có bản năng độ được thân mình, tức là mình có khả năng độ được hết thảy. Lại cũng vì có cái nghĩa vô lượng thọ như thế, cho nên người dân ở thế giới cực lạc đều là Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, nghĩa là chỉ cần một lần sinh sang đấy rồi sống lâu mãi cho đến ngày thành Phật, không còn phải sanh đến lần thứ hai. Vậy ta phải biết rằng ta giải bỏ cái tâm vô lượng quang thọ của ta, nó chỉ hiện ra trong một niệm một láng, thì ta chẳng tìm đâu cho có được cái danh hiệu Phật A-di-đà. Và ta rời bỏ cái danh hiệu Phật A-di-đà ra thì ta cũng chẳng còn có cách nào mà chứng thực được triệt để cái tâm vô lượng quang thọ của ta, nó chỉ hiện ra trong một láng. Tôi cầu nguyện các ngài nên hiểu sâu xa hai nghĩa ấy. Tôi cầu nguyện các ngài nên nghĩ sâu xa hai nghĩa ấy. Đoạn kinh văn dưới đây là Phật Thích Ca Thích Nghĩa Đức Giáo Chủ ở Cực Lạc và các bạn của giáo chủ
và cũng là thích nghĩa của câu kim hiện tại thuyết pháp ở trong phần biệt tự. Kinh văn nói về giáo chủ: Hán xá lợi Phất, A Di Đà Phật thành Phật, Sĩ Lai ư kim thập kiếp. Việt: Xá lợi Phất ơi, Phật A Di Đà thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Đoạn này là nói Đức Giáo Chủ thế giới Cực Lạc tu đã thành Phật, nhưng nói về pháp thân Phật thì không có nghĩa thành và không có nghĩa bất thành, thời chẳng nên bàn đến kiếp số. Còn nói về báo thân Phật thì khi nào nhân tu đã tròn, quả tu đã mãn thì gọi là thành. Về ứng thân Phật thì mỗi khi có chúng sinh mà thị hiện sinh ra thì gọi là thành. Về hai thân này đều có thể bàn đến kiếp số. Trái lại khi nói pháp thân Phật phải nhờ có đức tu mới hiển lộ ra được, thì cũng có thể nói là thành được và cũng có thể nói là thành từ kiếp nào. Lại, khi nói báo thân Phật là thân có sẵn, không phải là mới tu được, với ứng thân Phật giống như bóng trăng in xuống lòng sông thì cũng không có nghĩa thành và cũng không có nghĩa bất thành, thì cũng chẳng nên bàn đến kiếp số là thành được mấy kiếp rồi. Chỉ có điều mỗi khi chư Phật thành đạo thì vị nào cũng có hai phần, phần bản và phần tích. Bản là căn bản của gốc, tích là hình tích dấu vết. Về phần bản thì chẳng thể nào mà suy lường được. Này hãy đem phần tích của Phật A Di Đà thị hiện thành Phật ở cõi Cực Lạc mà nói, thì ba thân của Phật, một thân đã thành là cả ba thân cùng thành, nhưng cũng vẫn hàm cái nghĩa chẳng phải thành, chẳng phải bất thành mà tạm nói là thành vậy. Lại nữa, thọ mệnh của Phật A Di Đà là vô lượng, sống mãi không có hạn lượng nào cả. Thế mà tính ra ngày thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Mỗi kiếp ở đây là 16 triệu 800 nghìn năm. Mà hiện bây giờ Ngài đang nói Pháp, thế là cái thời gian của Ngài thành Phật chính chưa được một nửa. Chính ý Phật Thích Ca muốn khuyên tất cả các chúng sinh trong ba đời liền cấp tốc cầu đi sinh sang đây. Được thọ mạng giống như Phật thì chỉ một lần sinh sang đấy là thành Phật. Kinh văn nói về các bạn: Hán, hiệu xá lợi Phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên thanh văn, đệ tử giai A La Hán, phi thị tán số, chi sở năng tri, trừ Bồ Tát chúng diệt phục như thị. Việt: Lại còn đây nữa, xá lợi Phất ơi, Phật kia có nhiều đệ tử thanh văn toàn A La Hán, nhiều lắm không thể đếm mà biết được, các vị Bồ Tát cũng đông như thế. Thực ra thì các bậc định tính nhị thừa ở các thế giới khác chẳng được sinh sang cõi kia đâu, chỉ có vị nào trước đã quen tu tập hạnh tiểu thừa mà lúc lâm chung sắp chết biết hồi hướng về tâm Bồ Đề, phát ra lời thệ nguyện của đại thừa thì mới được sinh. Khi đã được sinh sang Cực Lạc rồi, Phật sẽ tùy cơ mà nói pháp cho nghe, khiến cho đoạn trừ được kiến hoặc, tà kiến và tư hoặc, tham sân si mạn nghi, thì gọi là A-la-hán, giống như các vị Bồ Tát ở ngôi thứ bảy về biệt giáo môn đã đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc rồi. Chứ chẳng phải thực là thanh văn đâu, bởi vì những người tu về hai giáo môn tạng giáo và thúc giáo thì chẳng được nghe nói đến danh hiệu Phật ở thế giới khác, mà nay những người được nghe danh hiệu Phật A-di-đà đã có tâm tín nguyện vãng sinh thì đều là người có căn, có thuộc về hai giáo môn biệt giáo và viên giáo cả. Kinh văn nói về kết thị: Hán, xá lợi Phất, bị Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Việt: Xá lợi Phất này, có hay nước Phật kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần, lần này, lần thứ tư và lần cuối. Phật cố ý nói đi, nói lại mãi để mọi người nghe, tin sâu và chắc. Cả Phật và đệ tử Phật là các vị thanh văn và Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc, đều nhờ những cái nhân tu, trí nguyện và thực hành của Phật A-di-đà đã tạo thành, mà cũng là những cái quả. Một quả đã thành, hết thảy quả đều thành. Thì vậy thì Phật Bồ Tát và Thanh Văn, mỗi người ai ai cũng thấy mình là phi tự phi tha, tự tha bất nhị. Chẳng phải mình, chẳng phải người khác, cả mình và người khác mà chẳng phải là ai. Cho nên nói rằng đã thành tựu được cái công đức trang nghiêm như thế là cốt ý khiến người nào có tâm tín nguyện chỉ niệm danh hiệu Phật thì mỗi một niệm, niệm nào cũng sẽ được thành tựu như thế cả. Từ đây trở lên trên, trùng trùng điệp điệp vô cùng cực, nói mãi về công đức trang nghiêm đều tổng quy vào một cùng cực là một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, là danh hiệu Phật. Chính tâm có ba phần: phần thứ nhất giải bày rất rộng quả y báo và quả chính báo rất mầu nhiệm ở quả đất bên kia để khải tín, mở lòng tin. Đến đây là hết. Hai, phát nguyện
Dưới đây là phần chính tông thứ hai, đặc biệt khuyên chúng sinh nên cầu đi sinh vào quả đất ấy, để cho chúng sinh phát nguyện, phát khởi chí nguyện bằng lời thề nguyện. Đoạn văn kinh này có hai ý nghĩa. Một là yết thị cho thấy rõ cái nhân và cái duyên trên hết. Hai là đặc biệt khuyên đi sinh sống ở tịnh độ, nơi trong sạch hơn hết. Bài này quan hệ rất lớn cho người tu, vì rằng được mang cả ác nghiệp mà đi sinh sống ở đấy, được rẽ ngang ra khỏi tam giới, được sinh sống ở cõi đầu cư mà có đủ bốn tịnh độ, được Phật mở cho nghe pháp luân của cả bốn giáo môn, được làm thân chúng sinh sống ở bốn tịnh độ hoàn toàn, được thấy đủ cả ba thân Phật, được chứng đủ ba ngôi bất thoái, được làm người chỉ một lần sinh sang đấy là thành Phật. Như thế là bao nhiêu công đức tuyệt vời hơn hết, hoàn toàn ở cả trong bài này. Phật đã chỉ điểm yết thị cho thấy rõ, thì mình nên nghiên cứu cho thật kỹ càng chính đáng. Kinh văn nói về cái nhân và cái duyên trên hết. Hán: Hiệu Xá Lợi Phất, cực là quốc độ sinh chúng sinh sinh giả, giai thị a bệ bà trí, kỳ trung đa hữu nhất sinh bổ xứ, kỳ số thập đa phi thị toán số sở năng chi chi, đàn khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết. Thiện: Lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, cõi nước cực lạc chúng sinh vừa sinh sang đấy đều là những bậc a bệ bà trí, trong có nhiều vị nhất sinh bổ xứ, số sinh sang đấy rất nhiều không thể đếm mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô số vô lượng vô biên. Chữ a bệ bà trí nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Avaipati, chữ Hán là bất thoái, chẳng lùi xuống, có ba nghĩa. Một, vị bất thoái đã dự vào địa vị tứ thánh rồi, chẳng sa đọa xuống địa vị lục phàm nữa. Hai, hạnh bất thoái đã tu hạnh Bồ Tát thường hóa độ chúng sinh, chẳng sa đọa xuống địa vị nhị thừa nữa. Ba, niệm bất thoái tầm tầm niệm niệm giờ phút nào cũng như dòng nước chảy vào bể Tát Bà Nhã, bể nhất thiết trí. Nếu đem so sánh với người tu được ngồi bất thoái ở quả đất này, thì quả thứ nhất của Tạng giáo, ngồi địa thứ nhất của Thông giáo, ngồi trụ thứ bảy của Biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của Viên giáo đều gọi là vị bất thoái. Các vị Bồ Tát ở Thông giáo, ngồi hạnh thứ 10 của Biệt giáo và ngôi tính thứ 10 của Viên giáo đều gọi là hạnh bất thoái. Ngồi địa thứ nhất của Biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của Viên giáo đều gọi là niệm bất thoái. Nay ở tịnh độ thì những người phạm tội ngũ nghịch thập ác mỗi ngày trí tâm niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cho đến lúc sắp chết đã thành công, thì được mang cả ác nghiệp mà đi sinh vào phẩm hạ hạ ở cõi đồng cư cũng đã được ở ba ngôi bất thoái. Nhưng theo đường lối của các giáo môn thì nếu là phàm phu lục phàm thời chẳng phải ngang hàng được với quả thứ nhất của Tạng giáo, nếu là bậc nhị thừa thời chẳng phải ngang hàng với bậc Bồ Tát, nếu là tính dị sinh, tính lục phàm thời chẳng phải ngang hàng với tính đồng sinh, tính tứ thánh, lại nữa ở ngôi niệm bất thoái thì chẳng còn là loài dị sinh nữa, loài phàm phu. Ở ngôi hạnh bất thoái thì chẳng phải là bậc mới thấy đạo, ở ngôi vị bất thoái thì chẳng phải là người dân, ở ngôi dưới mà nói vượt lên ngôi trên thì thành tội đại vọng ngữ, có tiến bước sang ngôi mới thì mới bỏ được cái tên gọi ở ngôi cũ. Chỉ có người tu tịnh độ ở cõi đồng cư bên cực lạc thì không thế, hết thảy các ngôi đều chẳng phải, hết thảy các ngôi đều phải. Tông tịnh độ cực lạc phải đúng như thế, các cõi Phật khác ở khắp mười phương đều không có danh tướng như thế, không có địa vị như thế, không có pháp môn như thế. Nếu chẳng có sự chứng thực được tâm tính đến cực điểm, chẳng có công tu chỉ niệm danh hiệu Phật, chẳng có nguyện lớn của Phật A-di-đà, thì làm gì có được những danh tướng địa vị pháp môn lạ như thế. Chữ nhất sinh bổ xứ là một tên riêng của một bậc Bồ Tát ngang hàng với Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quán Thế Âm, nghĩa là vị ấy chỉ một lần sinh ở đấy là được lên bổ, là được lên bổ lên ngôi Phật. Thế thì người dân ở cực lạc hết thảy đều là người nhất sinh thành Phật, người nào cũng quyết là thực chứng ngôi nhất sinh bổ xứ. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng trong số những người sinh sang đấy có rất nhiều người thượng thiện nhân như thế, chẳng khá đếm mà biết được. Lại nữa, các thời kỳ giáo hóa trong một đời của Đức Thích Ca chỉ có một thời kỳ nói Kinh Hoa Nghiêm là nói rõ cái nghĩa nhất sinh viên mãn. Thế mà cái mầm nhân để tạo ra cái quả nhất sinh viên mãn thì lại chính là 10 nguyện lớn ở trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, là phẩm cuối của bộ kinh ấy, mà rút lại là chỉ đường cho người ta tu về cõi an dưỡng là cõi cực lạc Tây Phương,
Và chăng Ngài Phổ Hiền cũng đem pháp tu tịnh độ này mà khuyến tiến các vị tăng chúng ở Hải Hội Hoa Tạng: than ôi cái lệ kẻ phàm phu lên ngôi bổ xứ là một khởi xướng luận bản lạ lắm, cao lắm, chẳng thể suy tưởng được, là phép dạy tu trong kinh Hoa Nghiêm lại ở ngay trong bộ kinh này, thế mà thiên hạ xưa nay tin thì ít, nghi thì nhiều, lời càng rộng nghĩa càng tối. Vậy tôi chỉ còn một cách là mổ tim vẩy máu ra để các ngài rõ mà thôi, không còn có cách nào hơn nữa. Kinh văn đặc biệt khuyên người đi sinh sống ở tịnh độ, Hán, Xá Lợi Phất: như thượng vô thượng đại sự nhân duyên, chúng sinh hạnh đắc văn giả, ương đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc, sở dĩ giả hà, đắc giữ nhi thị, bất khả toán số, nhất sinh bổ xứ, chư thượng thiên, câu hội nhất xứ. Viện: Xá Lợi Phất ơi, chúng sinh nghe rồi, may mà được nghe những nhân duyên của một đại sự như trên kia, thì nên phát nguyện, nguyện sinh sang đấy. Là vì làm sao? Vì sinh sang đấy được cùng các vị nhất sinh bổ xứ nhiều lắm, chẳng thể đếm được, thực thiện như thế cùng họp một nơi. Bài trước nói, có nhiều các vị A-la-hán và Bồ-Tát thì chỉ có thể gọi là thiện nhân. Bài này nói, toàn các vị nhân sinh bổ xứ đã lên tới địa vị trồng nhân tới cực điểm rồi, cho nên được gọi là thượng thiện nhân. Số ấy rất nhiều, cho nên nói là chư thượng thiện nhân. Chữ cơ hội nhất xứ cùng họp một nơi thì cũng như nói, phàm thánh đồng cư, phàm và thánh cùng ở với nhau. Nhưng nói về những chỗ đồng cư tầm thường thì có khi là các vị thánh thực, vì kiếp trước có nghiệp ác mà phải ở cùng, có khi là các vị thánh quyền giả chỉ vì chí nguyện đại từ bi mà phải ở cùng. Vì thế mà những phàm phu mới được cùng với các vị thánh nhân ấy cùng ở một chỗ. Nhưng đến khi các vị thánh thực đã trọn đời, các vị quyền thánh đã hết cơ duyên, thì kẻ lên người xuống lại cách nhau xa, kẻ khổ người vui lại khác nhau hẳn. Như thế thì chỉ giả tạm đồng cư mau chóng như lửa đá sáng điện, chứ chẳng phải là rốt ráo đồng cư. Lại nữa, ở trong trời đất này, người được thấy được nghe các thánh rất ít, may mà được thấy nghe các ngài, nhưng được thân cận ở đơn với các ngài thì lại ít lắm. Lại nữa, khi Phật tại thế, các vị thánh nhân tuy có nhiều như ngọc báu, như điểm lành, nhưng cũng chẳng làm gì có nhiều ở khắp cả nước như các vì sao, như hạt bụi nhỏ. Lại nữa, chỗ ở với các ngài tuy là đồng, mà việc các ngài đang làm và đã làm xong thì chẳng đồng tí nào. Ngày nay chúng ta cùng tu một tịnh nghiệp, nghiệp niệm Phật, là nghiệp vô lậu bất tư nghỉ, là nghiệp không có phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến, là nghiệp có nhiều thiện căn làm nhân, có nhiều phúc đức làm duyên. Tùy một nghiệp ấy mà cảm ứng, cùng được hội họp với nhau một nơi ở cõi tịnh độ đồng cư bên cực lạc, cùng làm thầy làm bạn như anh như em với nhau, cùng giải thế vô minh, cùng lên ngôi diệu giác. Thế là kẻ chúng sinh phàm phu hạ liệt mà đã được ở trong hàng niệm bất thoái rồi, thì là đã vượt được lên trên hết 41 ngôi Bồ Tát còn ở địa vị chồng nhân. Vậy nếu bảo mình là phàm phu thì phàm phu này chẳng phải đi làm các loài dị sinh nữa, mà hẳn được bổ lên ngôi Phật như Ngài Quán Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí không khác. Nếu bảo mình đã là ngôi nhất sinh bổ xứ rồi mà vẫn mang cái tên gọi là phàm phu cũng được, chẳng cần phải mang cái tên là đẳng giác Bồ Tát. Tất cả những lạ lùng như thế, thế mới là tông tịnh độ cực lạc, thì các giáo môn khác đều chẳng thể có được, các cõi Phật khác đều chẳng sánh kịp. Vậy ta nên biết cái nhân duyên đại sự của loài người chúng ta là cái cửa ải đi xa cõi đồng cư, một cửa ải rất khó lòng đi thoát được. Câu này rất thiết thực, chỉ có cõi đồng cư ở cực lạc là vượt lên trên hết các cõi đồng cư khác ở khắp mười phương. Ta có hiểu suốt được như thế thì mới tin sâu được sức mạnh của lời nguyện Phật A-di-đà, có tin sâu được sức Phật mới tin sâu được công đức của danh hiệu Phật, có tin sâu được việc trì niệm danh hiệu Phật mới tin sâu được cái tâm tính của con người ta, nói vốn là cái chẳng khá nghĩ chẳng khá bàn. Có đủ mọi cái tin sâu như thế mới phát ra được thệ nguyện lớn lao. Trong bài này có hai chữ ương đương phải nên, tức là chỉ vào hai chữ thâm tín tin sâu. Vậy thâm tín với phát nguyện, tức là tâm vô thượng bồ đề đấy, hợp hai cái tín và nguyện ấy lại, đích là cái kim chỉ nam đưa mình đi sinh sống ở nơi rất trong sạch, nơi tịnh độ. Bởi đó mà việc trì niệm danh hiệu Phật mới là việc tu hành chính đáng. Nếu tín và nguyện của mình rất kiên cố thì lúc lâm chung sắp chết chỉ 10 niệm hoặc một niệm cũng quyết định được sinh sang tịnh độ. Còn như người đã không có tín và nguyện thì chỉ có đem danh hiệu Phật ra
mà niệm luôn luôn khít khiển khịt giống như một bức tường vàng vách sắt, gió thổi chẳng vào, mưa hắt chẳng ướt, như thì người ấy cũng chẳng có lý gì mà được vãng sinh. Người tu cái nghiệp trong sạch là tịnh nghiệp mà không biết những nghĩa này thì chẳng có kết quả. Kinh Đại Bản A Di Đà cũng lấy việc phát Bồ Đề nguyện làm thiết yếu, chính là giống với bài này cùng một nghĩa. 3. Lập hạnh. Dưới đây là phần chính tâm thứ 3, chính bảo người tu phải chấp trì danh hiệu là niệm Phật để lập hạnh, là lập hạnh tu. Đoạn kinh văn này có ý nghĩa, một là chính bảo cho thấy rõ cái nhân trên hết và cái quả trên hết, hai là trùng khuyến, khuyên thêm một lần nữa. Kinh văn nói về cái nhân trên hết và cái quả trên hết. Hán, Xá Lợi Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỷ nhân lâm mạng trung thời. A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân trung thời, tâm bất điền đảo, tức đắc vãng sinh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Việt, Xá Lợi Phất ơi, chẳng khá thể nào lấy ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà được sinh sang bên nước kia đâu. Xá Lợi Phất này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ mà được nghe nói Phật A Di Đà, rồi nhớ ngay lấy danh hiệu của ngài, niệm trong một ngày, hai là hai ngày, hai là ba ngày, hai là bốn ngày, hai là năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, niệm kỳ cho thành một người nhất tâm không còn đoạn tưởng, thế là người ấy khi nào lâm chung, Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt, người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được sinh sang nước cực lạc Phật A Di Đà. Chính cái tâm đạo Bồ Đề là thiện căn gốc lành, nó là cái nhân thân thiết của mình. Còn các phép tu như bố thí, trì giới, thiền định, vân vân đều là phúc đức, tức là cái duyên trợ giúp cho tâm đạo ấy nảy nở ra. Các vị tu thành văn và duyên giác là tiểu thừa thì thiện căn Bồ Đề của các ngài ít lắm. Các vị tu ở cõi nhân và cõi thiên, tu các phúc nghiệp hữu lậu là còn có đủ cả mọi phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến, thì phúc đức của các ngài cũng ít lắm. Các ngài đều chẳng thể sinh sống ở tịnh độ được, chỉ có người tín nguyện trì niệm danh hiệu Phật thì mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào cũng đầy đủ thiện căn rất nhiều, phúc đức rất nhiều. Nói ngay người niệm Phật mà tâm còn tán loạn, thế mà phúc đức và thiện căn cũng đã nhiều vô lượng, huống chi là người niệm Phật nhất tâm bất loạn thì nhiều biết dường nào. Thế cho nên tâm người niệm Phật cảm động đến tâm Phật, tâm Phật ứng hợp với tâm người, hai đường giao chập với nhau thành một vẻ, giống như lấy bản in in thành nét đẹp rồi thì bỏ bản in đi. Như thế thì Phật A-di-đà và các thánh chúng, tuy tâm các ngài chẳng ở đâu lại mà chính thân các ngài lại có thực, có lại thực cúi xuống tiếp dẫn mình. Người tu tịnh nghiệp tâm mình cũng chẳng đi đâu mà chính thân mình có đi thật, mang thể chất mình gửi cho hoa sen báu. Trong đoạn văn này Phật Thích Ca nói, nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân niệm Phật thì hạng người nào mới được là thiện nam thiện nữ, bất luận là hạng người nào, người tại gia, người xuất gia, người xa, người hèn, người trẻ, người trong sáu ngả, thiên nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, người trong bốn loại chúng, noãn sinh, thấp, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, bất luận là người nào, miễn là người được nghe danh hiệu Phật A-di-đà, tức là cái quả thiện căn của người ấy, trồng nhiều từ nhiều kiếp trước, nay đã thành, đã chín, thì những người ấy dù có phạm tội ngũ nghịch thập ác cũng đều được gọi là thiện. A Di Đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có vạn công đức niệm danh hiệu ấy. Để vời công đức đến với mình thì công đức nào cũng phải đến hết. Câu này rất viên mãn. Cho nên lấy ngay cái việc chỉ niệm danh hiệu Phật là một việc tu hành thật chính đáng, bất tất phải xen lẫn vào những phép tu quán tưởng và phép tu thiền tham cứu. Phép tu chỉ niệm danh hiệu Phật là một phép tu rất giản dị, rất thẳng, mau lắm rồi. Nghe danh hiệu Phật rồi mà tin, tin rồi mà phát nguyện thì mới chịu chấp trì. Những người chẳng có tín, chẳng có nguyện, thời tuy có được nghe, cũng như người chẳng được nghe. Mặc dù cái nghe ấy được là cái mầm thiện căn về nhiều kiếp sau này, nhưng bây giờ chẳng gọi được là văn tuệ, là trí tuệ nghe. Chấp trì, thời phải có nghĩa là luôn luôn tụng niệm, niệm nào cũng phải nhớ lấy danh hiệu Phật A-di-đà. Thế cho nên chấp trì chính là tư tuệ, trí tuệ suy nghĩ,
Nhưng có hai lối chấp trì là sự trì và lý trì, nghĩa này đính chính, nhiều sai lầm từ lâu. Một, người sự trì là người tin có Phật A-di-đà ở Tây Phương thực sự, nhưng mà chưa hiểu được suốt thế nào là tâm mình tạo tác ra Phật, tâm mình chính là Phật. Chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu sinh sống ở tịnh độ thôi, cho nên lúc nào cũng như con thơ nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Hai, người lý trì là người tin rằng Phật A-di-đà ở Tây Phương là Phật, đã sẵn có ở trong tâm mình, là Phật do tâm mình tạo ra, thì mình lấy ngay cái danh hiệu Phật lớn lao sẵn có ở trong tâm mình và do tâm mình tạo ra ấy, làm cảnh giới buộc tâm mình vào đấy, khiến cho nó trở tạm quên, tuy là lý trì mà vẫn chẳng bỏ sự trì. Trong bài này nói rằng chấp trì danh hiệu Phật A-di-đà từ một ngày cho đến 7 ngày là một thời kỳ phải làm cho xong việc, nghĩa là phải làm cho được kỳ, cho kỳ được nhất tâm bất loạn. Người lợi căn niệm Phật trong một ngày đã được bất loạn, người độn căn phải 7 ngày mới được bất loạn, còn người trung căn thì không nhất định, hoặc 2 ngày, hoặc 3, 4, 5, 6 ngày mới được bất loạn. Đây là một phương pháp định kỳ tu của người mới học. Nếu là người hạ căn thì có khi đến bao nhiêu lần 7 ngày vẫn chưa được, nhưng cũng là một phương pháp để tùy ý mình quyết định lấy kỳ hạn. Lại có một nghĩa nữa, người lợi căn giữ luôn được 7 ngày tâm chẳng loạn, người độn căn chỉ giữ được một ngày thôi, còn người trung căn thì không nhất định, có người giữ được 6 ngày, có người giữ được hoặc 5 hoặc 4 hoặc 3 hoặc 2 ngày mà thôi. Đây là một phương pháp luyện tập của người tu học đã lâu ngày, nếu là trung căn hay hạ căn thì phải có nhiều lần 7 ngày rồi cũng được. Tu được nhất tâm cũng có hai lối, sự nhất tâm và lý nhất tâm, nghĩa này đính chính những sai lầm đã lâu nay. Một, bất luận là người sự trì hay người lý trì, thế mà chỉ đến ngày đã phục trừ được mọi phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến, cho đến ngày diệt được hết hẳn cả kiến hoặc và tư hoặc, thì cả hai người đều là sự nhất tâm. Hai, bất luận là người sự trì hay người lý trì, thế mà chỉ đến ngày tâm mình mở ra, mình thấy được Phật của tâm tính mình, thì cả hai người đều được lý nhất tâm. Sự nhất tâm thì chẳng bị kiến hoặc và tư hoặc nó làm rối loạn. Đoạn văn này mỗi chữ nó nghe kêu như một điệu âm nhạc. Lý nhất tâm thì chẳng bị những tà thuyết nhị viên nó làm rối loạn, đó tức là trí huệ tu hành. Tâm mình chẳng bị kiến và tư làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân biến hóa của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy tâm mình chẳng còn biến khỏi ra ba cảnh Phật điên đảo, là cảnh Phật dục giới, sắc giới, vô sắc giới và trong thế giới ta bà này nữa, mà mình được đi sinh sống ở cõi đồng cư hoặc cõi phương tiện ở bên thế giới cực lạc. Tâm mình chẳng bị tà thuyết nhị viên làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thần thụ dụng của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy tâm mình chẳng biến khởi ra hai cảnh Phật điên đảo tà kiến, là cảnh Phật sinh lão bệnh tử của phàm phu và cảnh Phật chẳng không niết bàn của tiểu thừa, mà mình được đi sinh sống ở cõi thực báo trang nghiêm hoặc cõi thực tịch quang ở bên thế giới cực lạc. Vậy nên biết phép tu chấp trì danh hiệu này đã giản dị mau lẹ mà vẫn là phép tu rất siêu đúng, rất viên mãn, vì rằng mỗi tiếng niệm Phật của mình tiếng nào cũng đã là Phật rồi, cho nên chẳng cần đến phép tu tham cứu thiền tông. Đương khi mình niệm Phật, tâm mình tròn đầy sáng suốt lắm rồi, chẳng còn thiếu sót một ly, dù là người thượng thượng căn cũng chẳng thể vượt hơn lên trên mình được, mà người hạ hạ căn cũng có thể lên tới bằng mình được, cũng chỉ vì mỗi niệm của mình niệm nào mình cũng đã là Phật rồi. Nhưng thân Phật mà mình được cảm thấy và cõi tịnh độ mà mình được sinh sang thì mỗi người tiến hơn lên có mỗi khác, chứ không phải là nhất phái như nhau cả đâu. Có thế mới là tông tịnh độ cực lạc. Có thể nói rằng phép tu tịnh độ này về phần rộng thì cai quát được cả 8 giáo môn của Phật, về phần sâu thì thông suốt được cả 5 thời kỳ Phật nói pháp. Phép này thu được hết thảy, cho nên vượt lên trên hết thảy, giống như một đại tướng tài thành ra vô địch tướng quân. Vì thế mà bộ kinh này là một bộ kinh không ai hỏi mà Phật tự nói ra từ đáy lòng cả thương xót của Phật, và Phật lại than thở sâu xa, là một bộ kinh rất khó tin. Có người hỏi trong phép tu tịnh độ thì quán kinh chuyên dạy phép tu quán tưởng, sao ở đây lại bảo chẳng cần quán tưởng? Thưa, cái nghĩa chẳng cần quán tưởng này cũng rút ra ở quán kinh. Trong quán kinh, nhân vì phép quán tưởng tượng Phật cao hơn hết, thì sức tâm người phạm chẳng quán tưởng được, cho nên đến phép thứ 13,
mở riêng ra một phép quán tưởng tượng Phật rất thấp kém, thế mà những người nghiệp chướng nặng cũng chẳng quán tưởng được. Cho nên đến phép thứ 16 mới mở rộng ra cái môn niệm Phật này. Trong quán kinh bản niệm Phật cũng là quán tưởng Phật. Bộ kinh Di Đà nhân vì đời mà phát, người nghiệp chướng nặng rất nhiều, cho nên chuyên chủ phép quán thứ 16. Ta nên biết rằng cái thân tượng Phật cao 1 trượng 6 thước hay là 8 thước thước tẩu, với cái danh hiệu Phật vô lượng thọ, thì người độn căn đến đâu cũng có thể quán tưởng mà thấy được rõ ràng tâm mình tạo tác ra Phật ấy, tâm mình chính là Phật ấy. Cho nên người tu phép quán tưởng thân Phật thấp hơn hết, chẳng cần tu phép quán tưởng thân Phật cao hơn hết. Thế thì người tu phép trì niệm danh hiệu Phật, cả hai phép quán tưởng đều chẳng cần. Hoặc có người lại hỏi rằng Tổ Thiên Kỳ và Tổ Độc Phong đều chuyên chú một câu của Thiền Tông tham cứu người niệm Phật là ai, sao ở đây lại bảo chẳng cần phép Thiền Tông tham cứu. Thưa, cái nghĩa chẳng cần tham cứu này cũng rút ra từ Tổ Thiên Kỳ và các tổ khác. Các tổ đời trước nhận thấy có người niệm Phật chẳng đúng hợp với tâm thương xót triệt để của Đức Thích Ca, cho nên đứng bên không chịu được, phải hỏi vặn ngày câu ấy để thức tỉnh thật mạnh người ấy, khác nào mơ mộng suốt đêm dài đã bừng tỉnh lại. Sao bọn chúng ta đến mãi ngày nay vẫn còn chẳng chịu khẳng tâm niệm Phật, mà lại cứ chịu khó đi nhặt lấy cái hòn ngói gõ cửa ấy, tức là câu hỏi ấy, để ném vào cha mẹ thân sinh ngồi trong nhà, tức là cái tâm niệm Phật. Thế thời đối với chư tổ thành ra con người nghịch ác chứ chẳng phải là người thuận thiện. Hoặc có người lại hỏi cao lên nữa, chẳng cần tham cứu câu hỏi ấy, là đối với người khẳng tâm niệm Phật thì được, chứ đối với người chưa chịu khẳng tâm niệm Phật mà bảo cũng được tâm mình cũng ứng hợp với tâm Phật thì được làm sao? Thưa, thàn ôi, chính chỉ vì ông chưa chịu khẳng tâm niệm Phật nên tôi yêu cầu ông hãy khẳng tâm niệm Phật để cùng ứng hợp với tâm Phật đi. Cái tâm chính tín của các ông chưa chịu mở ra, nó cứ bẩy nhảy như miếng da trâu sống thì ai gấp gãy được nó cho các ông. Nên biết rằng đối với người có mắt thì cố nhiên là không lý gì phải đốt đèn ở dưới ánh mặt trời cho người ta sáng ra. Còn đối với người không có mắt thì đã ở giữa ban ngày, hà tất phải đi tìm đèn đuốc cho thêm khổ. Cái phép tu cao tuyệt có một này, đối với người bình thường cực ngu, họ vẫn chẳng khỏi kinh sợ, họ không dám tu. Thế cho nên Phật đã bảo là một phép rất khó tin. Ngài Đại Thế Chí, con Đấng Pháp Vương đã nói rằng chẳng cần đến phép phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Câu nói ấy là một đống lửa to ở trong phép niệm Phật tam muội, nhất hạnh tam muội. Có ai dám chạm vào mà chẳng bị thiêu? Hỏi, lúc lâm chung thấy Phật hiện ra có chắc là không phải ma chăng? Thưa, người tu tâm chẳng quán tưởng đến Phật mà Phật bỗng hiện ra, không phải bản tâm mình mong đợi thì là ma thật. Nhưng mình niệm Phật, cốt mong thấy Phật mà Phật hiện ra, thế là tâm mình đã cùng ứng hợp với tâm Phật rồi. Huống chi lúc mình lâm chung chẳng phải là lúc mong chờ ma đến, sao lại còn nghi ngờ lo sợ là ma? Hỏi, 7 ngày giữ được tâm bất loạn là 7 ngày vào lúc bình thời hay vào lúc lâm chung? Thưa, vào lúc bình thời. Hỏi, sau 7 ngày bất loạn rồi tâm lại khởi mê hoặc lại tạo nghiệp thì cũng được sinh chăng? Thưa, quả thật là người tu được nhất tâm bất loạn rồi thì không còn có những sự khởi hoặc tạo nghiệp nữa, dáng như gương báo soi thấy mặt yêu ma. Hỏi, trong kinh Đại Bản Di Đà nói niệm Phật 10 niệm, kinh Bảo Vương nói niệm Phật 1 niệm cũng được vãng sinh tịnh độ, là niệm vào lúc bình thời hay niệm vào lúc lâm chung? Thưa, niệm Phật 10 niệm là niệm vào cả hai lúc bình thời và lâm chung. Cứ mỗi sáng sớm dậy, niệm 10 niệm, tức là niệm 10 hơi, là thuộc về lúc bình thời. Còn như nói 10 niệm mà được vãng sinh, thì 10 niệm này có nghĩa là niệm Phật 10 tiếng, như trong quán kinh nói rõ, thập thanh sanh xưng danh, 10 tiếng xưng danh hiệu Phật, thì 10 niệm này là thuộc về lúc lâm chung. Còn như trong kinh Bảo Vương nói niệm một niệm thì niệm ấy chỉ thuộc về lúc lâm chung mà thôi. Hỏi, niệm 10 niệm hay một niệm đều được sinh cả thì cần gì phải niệm những 7 ngày? Thưa, nếu không có công phu niệm luôn 7 ngày vào những lúc bình thời thì làm gì có lúc lâm chung niệm được 10 niệm hay là một niệm? Câu nói này xác đáng lắm. Thẳng hoặc có người nào phạm tội ngũ nghịch thập ác mà lúc lâm chung niệm được 10 tiếng hoặc 1 tiếng được sinh vào hạ hạ phẩm,
đều là người chồng nhân niệm Phật từ kiếp trước, bây giờ mới hái quả chín, cho nên mới có cảm ứng gặp được bạn tốt Túc Lâm Trung đến khuyên niệm Phật, nghe rồi liền tin và phát nguyện ngay. Việc này xảy ra vạn người không có một, có phải ai cũng cầu may được thế đâu. Trong sách Tịnh Độ Học Vấn đã bài xích cái lối cầu may này rõ lắm, chúng ta ngày nay ai cũng nên đọc. Hỏi: Cực lạc Tây Phương cách quả đất ta, những 10 vạn ức Phật độ, làm sao mà được vãng sinh chóng thế? Thưa, 10 vạn ức Phật độ thì cũng ở trong tâm tính của ta hiện ra trong một niệm đây. Vì tâm tính của người xưa nay không có đâu là ngoài cả, lại nhờ sức Phật của tâm tính mình tiếp dẫn, thì khó gì chẳng được vãng sinh ngay. Người được sinh vào tịnh độ mau như cái bóng lọt vào cái gương, mấy mươi tầng sơn thủy lầu đài cũng chỉ một thoáng là soi thấy hết rõ ràng, thì không có chỗ nào gần, chỗ nào xa, chỗ nào đến trước, chỗ nào đến sau cả. Vậy thì từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua những 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc, cũng giống như thế. Cũng là những cái bóng Phật độ lọt vào trong cái gương tâm tính của con người, có khác gì. Vậy ấy khi nào lâm chung, Phật A-di-đà cùng chư Thánh chúng hiện ra trước mặt, người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được sinh ra nước Cực Lạc. Phật A-di-đà cũng giống như thế, cũng như những bóng lọt vào gương có khác gì. Vậy ta nên biết mỗi một chữ trong những câu kinh ấy đều là những câu văn thiêng liêng hiện ra ở trong gương đại viên kính trí, ở trong bể hải ấn tạm muội.